Em nhặt ra ba cái cây. Cái cây này là cây ESO gieo hạt đây ạ. Cây này cây năm 3 rồi, ESO gieo hạt này. Thì cái này là ba chậu này là 400. Đó, đang bán cái dịp này đó là ba chậu 400. Thì ở ngoài kia nó còn nhiều á, nhưng mà em chưa nhặt ra được, thì cứ giá là cứ vậy, cứ ba chậu 400 và chậu nó sẽ xem như vậy. Như vậy. Thế còn hôm nay là bán luôn ba cái chậu này luôn. Anh chị nó lấy em gửi đúng ba chậu này luôn. Đó. Còn anh chị nào muốn lấy thêm thì là cái bạn cho em qua cái số Zalo là 0963090463 thì em gửi hình chính xác cái cây muốn gửi đi cho, cái cây gửi đi cho. Đó. Thế còn nếu mà không cần gửi hình thì là cứ alo em thử em gửi cho, thì cây nó sẽ xem như vậy. Xem như này. Đó là 400 là ba chậu. Rồi, còn anh chị nào lấy ba chậu này thì gọi cho em. Đấy, ngọn đang đi đây, rất đẹp đấy. Đấy, còn ngọn này được cái thì ngọn này nó dài hơn, nó nhỉnh hơn chút. Đó. Giá đó là giá khuyến mại rồi, chưa có cước là anh chị tự trả. Rồi em dừng tại đây, em cảm ơn nha. À, cả nhà chia sẻ video và đăng ký video, đăng ký kênh giúp em với nhá, thì em sẽ quay lên những cái cây khác nữa. Em sẽ quay lên kênh YouTube. Để mình đăng ký thì nó sẽ hiện, ấn một cái nút chuông thông báo á, thì khi mình đăng, khi em đăng thì nó sẽ hiện, thì mình sẽ nắm bắt được kịp thời những cái cây mà em giảm giá. Ví dụ như ba cái chậu này. Rất đẹp. 400 cho ba chậu này là quá đẹp. Chưa cước nha anh chị. Rồi em cảm ơn. Em chào cả nhà.